Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc luôn là cái tên được nhắc đến trong gần như tất cả các bảng xếp hạng. Những nước sở hữu quân đội mạnh nhất thế giới, những cường quốc kinh tế thế giới, những cường quốc hạt nhân thế giới và còn nhiều vị trí nhất khác nữa mà trong đó có lẽ cũng phải kể đến xếp hạng mà khó có nước nào cướp được vị trí đầu bảng của Trung Quốc, nước có tham vọng mở rộng ảnh hưởng khắp năm châu. Trong tiêu điểm thế giới hôm nay, hãy cùng FBNC tìm hiểu về sự biến chuyển của Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình với những nội dung như sau. Giấc mơ Trung Hoa của ông Tập là gì? Ông Tập đã củng cố quyền lực của mình như thế nào? Trong gần thập niên qua, Trung Quốc đã thay đổi ra sao? Có phải Trung Quốc đã mua ảnh hưởng trên toàn cầu với giá rất hời? Từ giấc mơ Trung Hoa đến lãnh đạo trọn đời. Năm 2013, ông Tập Cận Bình đã được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc. Theo tờ Foreign Policy, trong giai đoạn này, ông Tập đặc biệt chú ý đến sự suy thoái ý thức hệ của đảng Trung Quốc, đặc trưng bởi tình trạng hối lộ tràn lan. Ở nước ngoài, ông theo dõi các cuộc cách mạng màu ở châu Âu và biểu tình đường phố ở Trung Đông lật đổ các chính quyền tưởng chừng không thể bị đánh bại. Song ông Tập xem báo động lớn nhất là từ sự sụp đổ của Liên Xô. Ông bị khiếp sợ bởi cách mà đảng Cộng sản Liên Xô gần như bốc hơi chỉ trong vòng một đêm. Trong một bài phát biểu năm 2012, ông nói rằng một đảng lớn đã biến mất chỉ như vậy đấy. Nói về quy mô, đảng Cộng sản Liên Xô còn có nhiều đảng viên hơn chúng ta. Song, không có người nào đủ cứng rắn để đứng lên và chống chọi. Vì thế, Trung Quốc đã nghiên cứu kỹ sự sụp đổ của Liên Xô ngay sau sự kiện này xảy ra, gần 1/4 thế kỷ sau. Ông Tập có đủ lo lắng về tình trạng của đảng mình để buộc mọi người từ các lãnh đạo cao cấp cho đến các công chức bình thường quay lại lớp học và học bài học của Liên Xô thêm một lần nữa. Tờ Foreign Policy còn nói rằng chính sự thoái trào ý thức hệ là một trong những nguyên nhân chính đã thôi thúc ông Tập đưa ra một chuỗi các hành động quyết liệt. Chỉ trong 200 ngày đầu tiên tại nhiệm, ông đã bao quát một loạt các vấn đề chính sách khác nhau và đưa ra các điều chỉnh với tốc độ đáng kinh ngạc. Không những cam kết bảo vệ quyền lãnh đạo tối cao của đảng, ông còn muốn thực hiện cải cách kinh tế và trấn áp tham nhũng, vốn là vấn nạn gây bức xúc trong dư luận lúc bấy giờ. Ông đã sử dụng cụm từ giấc mơ Trung Hoa để truyền cảm hứng cho người dân và mang tới cho họ niềm hy vọng đổi mới. Nhìn lại Trung Quốc lúc này, với sự tăng trưởng nhanh chóng trong nhiều thập kỷ, nhiều vấn đề lớn cũng từ đó mà nảy sinh. Cấu trúc kinh tế không hợp lý, khoảng cách giàu nghèo, giảm công bằng xã hội và gây tổn hại tới môi trường. Để đối phó với những thách thức trên, không còn cách nào khác, ông Tập phải nhanh chóng tung ra nhiều gói chính sách cải cách sâu sắc. Một trong những cải cách đột phá nhất của nhà lãnh đạo lúc này là cải tổ quân đội bằng cách thay đổi nhân sự quân ủy trung ương Trung Quốc, thay đổi lãnh đạo các chiến khu và các quân binh chủng, đồng thời tổ chức lại quân đội Trung Quốc theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại hơn. Truyền thông dẫn lời ông Tập nói rằng cải cách được coi là mồi lửa, chúng ta cần áp dụng thêm nhiều biện pháp hiệu quả để phóng một cỗ máy tân tiến với tốc độ tối đa. Và để cỗ máy hoạt động trơn tru, không chỉ cần linh kiện mà còn cần cả chất bôi trơn và nguồn năng lượng. Một đất nước giàu mạnh không chỉ được xây dựng với một lực lượng quân đội tinh nhuệ, mà còn có cả nền kinh tế khỏe mạnh, tức là không đói nghèo, không tham nhũng. Các chính sách xóa đói giảm nghèo và diệt những con sâu tham nhũng qua thời gian cũng gạt được trái ngọt. Hôm 25 tháng 2 năm 2021, Chủ tịch Tập tuyên bố đất nước ông đã đạt được chiến thắng hoàn toàn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Thời báo Hoàn Cầu cho biết, trong 8 năm qua, 98,99 triệu cư dân nông thôn ở Trung Quốc cuối cùng sống dưới mức nghèo khổ đến nay đều đã được giúp đỡ ra khỏi cảnh thiếu thốn. Tổng cộng 832 quận và 128.000 làng đã được xóa khỏi danh sách nghèo. Vấn đề tham nhũng, ông Tập đã tiến hành một loạt các chiến dịch đã hổ diệt ruồi, trừng phạt hàng triệu quan tham ở tất cả các cấp trong nước và chiến dịch săn cáo và lưới trời để truy lùng các quan tham lẫn trốn ở trong và ngoài nước. Đến tháng 8 năm 2017, Trung Quốc đã bắt được hơn 3.300 nghi phạm lẫn trốn tại hơn 90 nước và khu vực. Trong đó, 628 người là cựu quan chức. Tuy nhiên, theo nhà sử học Trung Quốc Zhang Lifan, ông Tập đã lợi dụng chiến dịch chống tham nhũng để loại bỏ các đối thủ chính trị của mình bằng cách tìm ra bằng chứng tham nhũng của họ. Và như thế, ông có thể thanh trừng nhiều đối thủ với một sức mạnh không ai có thể ngăn cản. Nỗ lực của ông Tập nhằm tập trung quyền lực lên đến đỉnh điểm vào cuối nhiệm kỳ đầu, năm 2017. Theo truyền thống của chính trị cấp cao Trung Quốc, đây phải là lúc ông Tập công bố người sẽ kế vị mình năm 2022. Thay vào đó, ông lại bãi bỏ quy định giới hạn hai nhiệm kỳ 5 năm chủ tịch nước, tạo cơ hội biến ông trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc trọn đời. Chủ tịch Tập Cận Bình đã thay đổi Trung Quốc như thế nào? Kể từ sau thời chủ tịch đầu tiên của Trung Quốc, ông Mao Trạch Đông,
Chưa từng có nhà lãnh đạo Trung Quốc nào tham vọng sẽ biến Trung Quốc thành một quốc gia mà những nước khác phải học hỏi theo. Cũng chưa từng có nhà lãnh đạo Trung Quốc nào quyền lực như ông Tập Cận Bình. Theo trang Public Broadcasting Service, nếu những phát ngôn, tư tưởng của một nhà lãnh đạo được xem như kinh thánh, thì các học giả cần giải mã nó phải nghiên cứu ở đây, trường Đảng Cộng sản Quốc gia. Theo giáo sư Trung Quốc Han Kyung-jiang, ông Tập giờ đây đã trở thành một nhà lãnh đạo không thể thiếu của Trung Quốc. Để phát triển, Trung Quốc cần ông Tập. Để hạnh phúc, người dân Trung Hoa cần ông Tập. Nếu Trung Quốc muốn trở thành một siêu cường trên thế giới, chúng tôi phải cần ông Tập. Cây bút Nick Schifrin nói rằng ông Tập đặt tham vọng giúp đất nước trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2025 và tăng gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm 2035. Hiện tại, GDP của nước này đạt 15.679 tỷ đô la trong năm 2020, đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Và nhà bình luận Schifrin nói thách thức của ông Tập bây giờ là biến nó trở nên vĩ đại và mạnh mẽ hơn. Không những kinh tế, ông Tập còn tham vọng xây dựng một lực lượng quân đội bách chiến bách thắng. Ông Tập đã hiện đại hóa tất cả các nhánh của quân đội, lục quân, hải quân, không quân, phát triển tên lửa đạn đạo, thậm chí có tên lửa tầm bắn có thể vươn tới Mỹ. Trung Quốc xếp hạng thứ 3 trên thế giới về số đầu đạn hạt nhân trong năm 2020 và tham vọng tăng lên gấp đôi trong thời gian tới. Khả năng quân sự của Trung Quốc đã được tăng cường và hiện đại hóa đến mức mà Lầu Năm Góc còn thừa nhận đã đi trước Mỹ trong một số lĩnh vực. Mặt khác, không những mở căn cứ quân sự ở nước ngoài, Trung Quốc còn liên tục hứng chỉ trích từ cộng đồng quốc tế với tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, ngang ngược chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Ở biển Hoa Đông, Trung Quốc cũng lăm le chiếm luôn đảo Senkaku, Điếu Ngư mà Nhật Bản đang quản lý. FBNC đã phân tích về các chủ đề này ở những bản tin trước. Xin mời quý vị theo dõi để hiểu hơn hành động bành trướng của Trung Quốc ở khu vực. Trung Quốc hung hăng trên chiến trận và chính trường là vấn đề không còn gì xa lạ với thế giới. Nhưng điều mà chúng ta không ngờ tới là Bắc Kinh còn khéo léo lồng ghép chính sách đối ngoại cơ bắp này ở những nơi ta tưởng chỉ nhằm giải trí. Wolf Warrior 2, Chiến Lang 2 là một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của Trung Quốc. Và đây cũng chính là một ví dụ điển hình về cách mà Trung Quốc khoe với thế giới sức mạnh quân sự của nhà mình. Đối với ngôi sao kim điện ảnh Ngô Kinh, bộ phim là một đóng góp cho điện ảnh nước nhà với hình tượng anh hùng xả thân, liều mình chống lại kẻ xấu. Người Trung Hoa tất nhiên là người tốt và kẻ xấu là những người Mỹ ưa bạo lực. Ông nói chủ nghĩa dân tộc trong bộ phim là sản phẩm của một Trung Quốc tiến bộ dưới thời Chủ tịch Tập. Trong lịch sử cận đại, Trung Quốc đã từng bị ức hiếp trong một thời gian dài. Khi giàu có, đất nước mới có thể bảo vệ chúng tôi. Không như trước đây, bây giờ, hãy thấy nguy hiểm đang cận kề, chúng tôi biết rằng luôn có sự che chắn của Tổ quốc. Nhưng ông Tập không chỉ bảo vệ người dân, ông còn bảo vệ và khôi phục sức mạnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đã đưa hình ảnh của Đảng vào cuộc sống thường ngày của người dân và trong hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân. Dưới thời ông Tập, ưu thế của Đảng đã gia tăng đáng kể và ngày càng có nhiều người trẻ muốn trở thành đảng viên ưu tú. Còn các công ty thì luôn khuyến khích các nhân viên sử dụng app Study See Strengthen China, tạm dịch là nghiên cứu về cách ông Tập làm cho Trung Quốc vững mạnh, để tìm hiểu về Chủ tịch Tập và các nhà lãnh đạo khác, cũng như trả lời các câu hỏi liên quan. Thậm chí, năm 2018 còn có một chương trình truyền hình vào khung giờ vàng thách thức các thí sinh mức độ am hiểu và ghi nhớ những tư tưởng của ông Tập. Chúng ta còn dễ dàng thấy sự sung bái dành cho ông Tập, thể hiện ở các áp phích tuyên truyền trên đường phố thành thị, trên làng mạc ngoại ô và những con đường nông thôn. Ở những hiệu sách ở Bắc Kinh, những cuốn sách về ông Tập như Tư tưởng Tập Cận Bình được đặt ở vị trí bắt mắt và là những ấn phẩm bán chạy nhất. Truyền thông Trung Quốc gọi ông Tập là bố Tập, miêu tả ông là một người giản dị, mộc mạc và luôn quan tâm đến cả những người lao động bình thường. Theo một người dân địa phương, bởi vì Trung Quốc đang bước vào thời kỳ phát triển mới, tư tưởng của Chủ tịch Tập được xem là kim chỉ nam của họ. Vì vậy, họ phải nghiêm túc học tập tinh thần của những bài phát biểu của Tổng Bí thư Tập. Nhưng cách Bắc Kinh gần 2.000 km về phía nam, hàng trăm ngàn người không bao giờ muốn nghiên cứu những tư tưởng đó hay đồng ý để những chính sách của chính quyền Bắc Kinh can thiệp vào thành phố thân yêu của mình. Nhưng điều họ không muốn không đồng nghĩa là nó sẽ không xảy ra. Đặc khu Hồng Kông, trước luật an ninh đã ban hành và thay đổi nghiêm trọng trong hệ thống bầu cử, dường như càng cảm thấy sự tự do, độc lập của mình bị xóa mòn. Hay Đài Loan, quốc đảo cách Bắc Kinh cũng gần 2.000 km, đang đứng trước nguy cơ bị Trung Quốc nuốt trọn trong những năm tới, để biến tham vọng kiểm soát chuỗi đảo thứ nhất của Bắc Kinh thành sự thật. Trong thời gian đầu tại nhiệm, ông Tập đã mô tả kế hoạch trọng yếu của mình như một cuộc giải cứu Trung Quốc, bảo vệ nhà nước và Đảng Cộng sản trước khi chúng bị nhấn chìm bởi tham nhũng, giải quyết bất ổn tại Hồng Kông, Tân Cương và các khu vực khác. Và trong gần một thập niên lãnh đạo, ông Tập không bao giờ quên kế hoạch này. Lại nói về Tân Cương, dưới thời ông Tập, hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo phải đến sống trong các trại cải tạo mà một số chuyên gia nói rằng không khác gì trại giam. Mỹ luôn chỉ trích rằng Trung Quốc đã phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người trong cách đối xử với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương.
Trung Quốc của ông Tập đã thiết lập một mạng lưới hơn 200 triệu camera giám sát, nơi có các áp phích cảnh báo công chúng, đặc biệt phụ nữ, rằng người nước ngoài có thể là gián điệp, cố gắng đánh cắp bí mật quốc gia. Và trong khi phương Tây vẫn đang loay hoay với các quy định kiểm soát Internet, Trung Quốc đã có một hệ thống kiểm soát nội dung vô cùng tinh vi. Facebook, Google, Twitter là ba trong số nhiều thương hiệu của Mỹ bị chặn tại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Trung Quốc mua ảnh hưởng toàn cầu với giá rất hời. Cần phải nhắc lại rằng Trung Quốc đang đóng một vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế thế giới. Đây là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới và là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới và còn là quốc gia thương mại lớn nhất về cán cân thương mại ròng. Trung Quốc cũng là nước nhận viện trợ nước ngoài đáng kể và là nhà cho vay lớn trên thị trường quốc tế. Điều này phản ánh rằng nhiều thập kỷ qua nó đã trở thành một địa điểm hấp dẫn cho các doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng các con số này nhấn mạnh việc Trung Quốc sắp xoáng ngôi nền kinh tế lớn nhất thế giới của Mỹ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh CEPR, Trung Quốc được dự đoán sẽ vượt lên vị trí số 1 vào năm 2028. Ngoài ra, Trung Quốc còn mở rộng ảnh hưởng trên toàn cầu với những dự án và thỏa thuận, trong đó đáng chú ý là sáng kiến vành đai và con đường, một dự án cơ sở hạ tầng tốn kém nhất trong lịch sử thế giới. Theo China Daily, đến cuối năm 2020, Trung Quốc đã ký 203 văn kiện hợp tác với 138 quốc gia và 31 tổ chức quốc tế để cùng thúc đẩy hợp tác vành đai và con đường. Với sức mạnh kinh tế và chiến lược ngoại giao tinh tế, Trung Quốc đã vươn vòi ảnh hưởng ở khắp nơi trên toàn cầu với cái giá rất hời. Theo The Atlantic, cho đến khi cựu Tổng thống Donald Trump yêu cầu Mỹ xem xét các khoản đóng góp cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào năm 2020, Mỹ đã trở thành nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức toàn cầu này, trong khi các khoản đóng góp của Trung Quốc chỉ bằng 1/10 so với Mỹ, ngay cả trước khi ông Trump cáo buộc WHO là con rối của Trung Quốc. Nhiều quan chức Mỹ bắt đầu lo ngại bằng cách nào đó, Trung Quốc đã thành công mặc cả để mua lấy ảnh hưởng trên toàn cầu với cái giá rất hời. Tổ chức WHO không phải là ví dụ duy nhất. Năm 2019, Mỹ đã chi hơn 670 triệu đô la cho ngân sách hoạt động của Liên Hợp Quốc, trong khi Trung Quốc cung cấp chỉ gần 370 triệu đô la. Nhưng đứng đầu 4 trong 15 cơ quan chuyên môn của tổ chức này là đại diện từ Trung Quốc. Bà Melanie Hart, cựu thành viên cấp cao của Trung tâm Tiến bộ Mỹ, nói với tờ The Atlantic rằng không có đại diện quốc gia nào khác lãnh đạo hơn một cơ quan tại Liên Hợp Quốc. Bà nói rằng, đóng góp là một chuyện, nhưng cách họ thể hiện, quảng bá đã tạo ra sự khác biệt. Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng với số vốn vừa phải không đồng nghĩa là Mỹ keo kiệt trong việc chi viện trợ. Nước này mỗi năm vẫn cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống ở quốc gia khác, bao gồm y tế công cộng, huấn luyện quân sự, vấn đề vệ sinh và quyền phụ nữ. Nhưng Trung Quốc đã lách ngõ hẹp ở các quốc gia đang phát triển, những nơi xem thường hỗ trợ của Mỹ khi đổ tiền vào các siêu dự án như sân bay và đập. Và những khoản đầu tư thường không gắn liền với nhân quyền và tính minh bạch này lại trở nên béo bở đối với những chính phủ tham nhũng hoặc độc tài. Vì vậy, ngay cả khi Trung Quốc không chi tiền nhiều hơn, họ vẫn xây dựng được một hình ảnh tốt đẹp. Mặt khác, các nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn chứng minh mình là tiếng nói đại diện chống lại sự thống trị phương Tây. Thông qua chiếc ghế tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã có khả năng ngăn cản tham vọng của các thành viên khác trong nhiều thập kỷ qua, và đặc biệt tận dụng triệt để cơ chế này trong 15 năm qua, khi phủ quyết 11 nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhiều hơn gấp 5 lần so với 15 năm trước đó. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn đang nỗ lực viết lại các quy tắc của hệ thống tự do mà Mỹ từng tự hào đã xây dựng. Bà Melanie Hart giải thích rằng Trung Quốc đã có hai nghị quyết thông qua tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Một nghị quyết đề xuất rằng nhân quyền phải được cân bằng với nhu cầu phát triển kinh tế, và một nghị quyết khác yêu cầu văn hóa bối cảnh được tính đến khi xem xét các tiêu chuẩn nhân quyền. Bà Hart nói rằng Mỹ hiện không quan tâm đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhưng Trung Quốc thì có. Cũng phải nhắc lại việc Mỹ đã rút khỏi cơ quan đó vào năm 2018, khi đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cáo buộc tổ chức này là thành kiến chống lại Israel. Điều này cũng đúng với bất kỳ cơ chế nào khác mà Trung Quốc sử dụng để mở rộng ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới. Nếu Trung Quốc đẩy mạnh việc bố trí các nhà ngoại giao của mình vào vị trí lãnh đạo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và Tổ chức Nông lương của Liên Hợp Quốc, thì điều đó không nhất thiết là vì Trung Quốc quan tâm rất nhiều đến các vấn đề cốt lõi của các cơ quan đó, mà là vì muốn giành được ảnh hưởng chính trị và kinh tế đối với các quốc gia thành viên. Trường hợp điển hình là Cameroon. Quốc gia châu Phi này đã rút lại ứng cử viên đề cử cho vị trí lãnh đạo Tổ chức Nông lương sau khi được Bắc Kinh xóa nợ. Trung Quốc cũng được cho là đã đe dọa các xuất khẩu quan trọng sang các nước khác nếu họ từ chối ủng hộ ứng cử viên của Bắc Kinh. Và cuối cùng, ứng cử viên Trung Quốc đã giành chiến thắng. Ví dụ rõ ràng nhất về cách Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng này liên quan đến Đài Loan. Bà Hát lưu ý rằng sau khi bà Thái Anh Văn đắc cử Tổng thống Đài Loan, WHO đã ngừng mời Đài Loan tham dự hội nghị thượng đỉnh toàn cầu. Mặc dù sự tham gia của Đài Loan không phải là lý do gây lo ngại vào năm trước, khi một nhà lãnh đạo thân Bắc Kinh quản lý quốc đảo này.
Ngay cả cố chủ tịch Mao Trạch Đông còn có đối thủ chính trị, nhưng cho đến nay, ông Tập đã đảm bảo rằng không có ai có thể thách thức ông. Theo tờ Foreign Policy, có khả năng quyền lực quá mạnh sẽ phản tác dụng gây khó dễ cho ông trước đại hội đảng cuối năm 2020. Đặc biệt nếu có dấu hiệu bất ổn của nền kinh tế, cho tới lúc đó, các đối thủ tiềm năng có thể sẽ sẵn sàng đánh liều công khai tham vọng của họ. Lúc đó, có nhiều khả năng ông Tập sẽ tiếp tục con đường quyền lực và loại bỏ các đối thủ. Ông có thể tận dụng những điểm yếu ở trong nước và các cuộc cạnh tranh ở nước ngoài để biện minh cho sự cầm quyền lâu dài của ông. Hoặc, cuối cùng, ông sẽ phải thừa nhận rằng ông cũng như mọi người không thể nắm quyền mãi và sẽ đề ra một lộ trình cụ thể để bước xuống chiếc ghế quyền lực tối cao. Câu hỏi chỉ là khi nào mà thôi. Video đến đây là kết thúc. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về diễn biến tình hình trong và ngoài nước, cũng như những bản tin phân tích chuyên đề. Mời quý vị hãy đăng ký kênh và cùng theo dõi.